Cô ơi, chiếc bóc của cô xuống rồi nè. Dạ quá, cô cảm ơn con. Cô ơi, qua giờ chị con chưa ăn gì hết. Cô ơi, cho con mượn tí trứng với chiếc bánh được không? Đổ cho trứng lấy cái bánh hả con? Dạ. Ok con. Chị ơi, sao bắt ngon rồi nè chị ơi. Cô ơi, chị con bị mù, cô có thể mua trứng cho con để kiếm tiền chữa mắt cho chị được.